chị ơi mình giờ mình bán người leo bán người là đeo người bán khoai là đeo khoai đó bán bí là mình đeo quả bí hiểu không đó bán chuối là đeo quả chuối bán khoai lang đeo khoai lang đây là quả bí đỏ treo nè con này con quả bí đỏ treo trên đời này đó đó là tiền nó bán bí đỏ à. Chợ nổi Cái Răng Cần Thơ đang đi chợ nổi đó. Nó thơm kìa. Không phải đâu. Cái này người ta trồng để ăn chứ đâu bán đâu. Chị ơi ớt chưa? Hả? À? Thế không phải ớt trái không? Hả? Anh Tâm nè, Nam nè đó, thầy Nam nè đó. Em đang đi chợ nổi Cái Răng Cần Thơ cả gia đình em à. Muốn đây no rồi giờ muốn nằm đúng không? Mệt hả? À. Đó chợ thơm nè. Chợ nổi Cái Răng. Củ đậu kìa. Trên đầu người ta đeo, thợ đầu thuyền đeo quả gì, củ gì là bán cái đó, thuyền nó bán cái đó. Đó. À, giặt đồ là nước dĩ lên là dài dài lên. À. Rồi người ta lọc, lên nước sạch. Đó, thơm à. À, gia đình của em bé của mình giỏi không? Ngồi mình hay ha. Ờ, em bé của mình giỏi không kìa? À. Ờ, thơm đem một xe luôn mày rồi. Thôi ba, bố đứng ngồi còn nắng, thở nắng. Bà ở đâu ạ? Đi lên đi trước ngồi. À, mà lên đây giờ cũng nắng, bà ngồi đây.
Nhà họ ở trên sông. Yêu là cưới ghê nhỉ. Thoải mái hai tiếng mới, không ấy. Là cái cọc kia nó có một cái gì đặc biệt.
Không chị, em mấy bà và em đi chơi, không có ấy, xong nước lạ này. Bà đây này. Mẹ Hoa đâu rồi? Mẹ Hoa ngồi trước kia rồi. Hoa ấy, mẹ ngồi trước kia Hoa kìa. Đó. Em đi chơi chị ạ, không có đi chùa.